Hồ Quang Hiếu, tôi và Bảo Anh vẫn rủ nhau tâm sự mỗi khi buồn. Trước tin đồn về chuyện tái họp với Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, cặp đôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và tâm sự mỗi khi có chuyện buồn vui. Mới đây, Hồ Quang Hiếu tham gia chương trình âm nhạc và bước nhảy tháng 3 cùng Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Yến Chi Bi. Xuất hiện trong buổi ghi hình, nam ca sĩ nhận được nhiều thắc mắc của khán giả về tin đã tái họp với tình cũ Bảo Anh. Hồ Quang Hiếu cho hay, bây giờ tôi với Bảo Anh chỉ như hai người bạn, vì thế chuyện bạn bè đi ăn với nhau cũng là bình thường, không có gì to tát cả. Anh cho biết thêm, tôi và Bảo Anh vẫn thường rủ nhau ngồi tâm sự mỗi khi buồn. Chúng tôi có thể tâm sự chuyện buồn vui từ kinh doanh đến nghệ thuật. Trong cuộc sống rất khó tìm một người hiểu và hợp với tôi như Bảo Anh để nói chuyện. Lý giải chuyện thường xuyên gặp gỡ người yêu cũ, dễ rơi vào tình huống tình cũ không rủ cũng tới. Nam ca sĩ cho rằng, chuyện yêu lại hay không đều do cảm xúc của mỗi người. Nếu bản thân mình xác định đối phương là bạn thì sẽ là bạn, còn yêu là yêu. Cũng như tôi với Bảo Anh hiện tại không còn tình yêu nhưng vẫn là tri kỷ với nhau, trên cả mức tình bạn nhưng không còn là yêu, Hồ Quang Hiếu nhận định. Sau hơn một năm chia tay, thời gian qua Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thường xuyên bị bắt gặp đi ăn cùng nhau, hát chung trên sân khấu. Gần đây cả hai còn check-in ở cùng một địa điểm, khiến khán giả tin rằng cặp đôi đã nối lại tình xưa. Trước một tấm ảnh chia sẻ của Bảo Anh ở Islands vào dịp Valentine, nhiều cư dân mạng nhận ra sự tương đồng về góc ảnh và cách tạo dáng với hình ảnh Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng đã để lại bình luận khi Bảo Anh than lạnh, có người yêu đi chung mà lạnh gì. Trước đó Bảo Anh vướng nghi vấn là người thứ ba, gây ảnh hưởng lên đến mối quan hệ giữa Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh, Hồ Quang Hiếu vẫn quan tâm lên tiếng bảo vệ cô. Bảo Anh Hồ Quang Hiếu vướng nghi án tình cảm từ tháng 1, 2015. Tuy nhiên đến tháng 10, 2016, hai người mới xác nhận đang yêu nhau. Nữ ca sĩ, anh muốn em sống sao, tâm sự. Tình cảm giữa họ phát triển dần sau những lần đi diễn chung ở nước ngoài. Cả hai chia tay vào tháng 10, 2017. Bảo Anh thường xuyên gượng cười khi loạt sau việc chúc cô sớm quay về với Hồ Quang Hiếu.